Việc sử toàn thư xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, bên cạnh những chiến công lẫy lừng, rạng danh đất Việt thì trong sử sách còn ghi nhận những góc khuất, mặt tối nơi chốn hậu cung. Dân tộc Việt Nam ta đã trải qua biết bao các triều đại, dù có những luật lệ khắt khe để ngừa sự tư tình ngoại ý. Tưởng rằng chuyện gian díu khó lên bằng trời, nhưng rồi vẫn có vô số những vụ ngoại tình xảy ra sau rèm ngọc. Trong số đó, không thể không kể đến những câu chuyện ngoại tình chấn động của các bà hoàng hậu trong sử Việt, khiến hậu thế không khỏi bàng hoàng. Thậm chí, nhiều bà hậu đã bị các sử gia lên án rất gay gắt với những câu chuyện tình ngang trái. Nhắc đến đây, quý vị có đoán được đó là những bà hoàng nào hay không? Nếu chưa thì đừng rời mắt khỏi màn hình, hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi tìm hiểu ngay sau đây. Thứ nhất đó là Thái hậu Dương Vân Nga. Đại thắng Minh Hoàng hậu, sinh năm 952, mất năm 1000, giả sử xưng gọi Dương Vân Nga, là hoàng hậu của hai vị hoàng đế thời kỳ đầu lập quốc trong lịch sử Việt Nam là Đinh Tuyên Hoàng và Lê Đại Hành. Bà đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc chuyển giao quyền lực từ nhà Đinh sang nhà Tiền Lê. Khi người con trai của bà với Đinh Tuyên Hoàng tên là Đinh Toàn lên kế vị còn nhỏ tuổi, bà trở thành Hoàng Thái Hậu nhiếp chính. Trong tình hình kinh tế khó khăn của hoàng vị con trai mình, bà đã chủ động nhường hoàng vị cho Phó Vương Thập Đạo Tướng Quân Lê Hoàn trở thành Minh Càn Quảng Hiếu Hoàng đế lập ra nhà Tiền Lê. Sau khi đoạt được hoàng vị, Lê Đế lập Dương Thị là một trong các hoàng hậu của ông, tôn hiệu là Đại Thắng Minh Hoàng hậu. Là một người đàn bà quyền lực của hai triều đại quan trọng, sử sách thường gọi bà với cái tên trang trọng là Dương Hậu hay Dương Thái Hậu. Năm 979, Đinh Bộ Lĩnh và hoàng tử Đinh Liễn bị hoạn quan Đỗ Thích giết hại. Triều thần tôn vệ vương Đinh Toàn mới được 6 tuổi lên ngôi hoàng đế. Tôn Dương Vân Nga làm Hoàng Thái Hậu, thập đạo tướng quân Lê Hoàn được Dương Thái Hậu chọn làm nhiếp chính, sau tự xưng là Phó Vương. Năm 980, trước nguy cơ xâm lược của quân Tống, Dương Hoàng Hậu cùng triều thần tôn Lê Hoàn lên làm hoàng đế, lập nên nhà Tiền Lê. Sau khi cuộc kháng chiến chống Tống do Lê Hoàn trực tiếp chỉ huy thắng lợi hoàn toàn, vua Lê Hoàn phong Dương Vân Nga là Đại Thắng Minh Hoàng hậu. Theo nhiều giai thoại kể lại thì sự việc trên chỉ là nối lại tình xưa bởi hai người có tình cảm với nhau ngay từ thời Dương Vân Nga còn chưa là hoàng hậu của vua Đinh. Việc Dương Vân Nga Thái hậu nhà Đinh trở thành vợ vua Lê bị các nhà nho sử giá trước đây lên án rất gay gắt. Sử thần Ngô Sĩ Liên trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đã phê phán như sau: đạo vợ chồng là đầu của nhân luân, dây mối của vương hóa, hạ kinh của kinh dịch nêu quẻ hàm và quẻ hằng lên đầu để tỏ cái ý lấy đàn bà tất phải chính đáng. Đại Hành thông dâm với vợ vua đến chỗ nghiễm nhiên lập làm hoàng hậu, mất cả lòng biết hổ thẹn, đem cái thói ấy truyền cho đời sau, con mình bắt trước mà dâm dật đến nỗi mất nước, há chẳng phải là mở đầu mối họa đó sao? Tuy nhiên về sau các sử gia hiện đại có cái nhìn thông cảm hơn đối với hoàng hậu hai triều Dương Vân Nga, cho rằng sự lựa chọn và quyết định của bà trong hoàn cảnh đất nước lúc bấy giờ là sáng suốt. Thứ hai đó là Linh Chiếu Thái Hậu. Linh Chiếu Thái Hậu còn được biết đến là Lê Thái Hậu hay Cảm Thánh Phu Nhân, một hoàng hậu của Lý Thần Tông, mẹ đẻ của Lý Anh Tông. Bà nhập cung năm 1134, nhận tước hiệu Cảm Thánh Phu Nhân và thường được nhắc đến là người có vai trò quan trọng trong việc giúp con trai là Lý Anh Tông, Lý Thiên Tổ kế vị ngai vàng. Ngoài ra, bà còn được nhắc đến nhiều trong câu chuyện tư tình với Thái úy phụ chính Đỗ Anh Vũ, một quyền thần dưới thời Anh Tông. Năm 1138, Hoàng đế Lý Thần Tông băng hà, con trưởng của nhà vua là Lê Hoàng hậu là Lý Thiên Tổ mới 3 tuổi lên nối ngôi, lấy hiệu là Lý Anh Tông. Vua còn nhỏ nên Lê Thái Hậu buông rèm nhiếp chính, nhưng thực tế mọi việc chính sự lúc đó đều do Thái úy phụ chính Đỗ Anh Vũ thu xếp và quyết định cả. Bởi khi đó Đỗ Anh Vũ là người tình của Lê Thái Hậu. Chuyện này được nhắc đến trong sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư như sau: Đỗ Anh Vũ tư thông với Lê Thái Hậu, mẫu hậu của Anh Tông, và vì thế lại càng kiêu dông. Ở triều đình thì khoát tay lớn tiếng, sai bảo quan lại thì hất hàm ra hiệu. Các quan trong triều bực lắm nhưng chẳng ai nói gì. Quan điện Tiền Đô chỉ huy sứ là Vũ Cát Đái, trước hỏa đầu đô Quảng Vũ là Lương Thực Cá, trước hỏa đầu đô Ngọc Giai là Đông Lợi, trước nội thị là Đỗ Ất, cùng với Chí Minh Vương, Bảo Ninh Hầu, Phò Mã Lang Dương Tự Minh cùng hợp mưu bắt giam Anh Vũ.
Bàn tính xong, bọn đái đem quân lính đến ngoài cửa Việt Thành hô to. Anh Vũ thường đêm đêm vào phòng Thái Hậu, làm nhiều điều càn rỡ ô uế, tiếng xấu đồn ra ngoài. Không tội gì to bằng. Bọn thần xin sớm trừ đi, khỏi để mối lo về sau. Thấy vậy, vua Lý Anh Tông bèn xuống chiếu sai cấm quân đến bắt anh Vũ. Anh Vũ bị đày đi làm ruộng ở vùng Cảo Xã, nay thuộc huyện Từ Liêm, Hà Nội. Vắng anh Vũ trong cung, Lê Thái Hậu lo buồn, sau đó đã tìm cách xin vua Lý Anh Tông xuống chiếu, ân xá cho các tội nhân, để anh Vũ cũng được ân xá cùng trong số đó. Sau nhiều lần ân xá, anh Vũ được phục chức thái úy như cũ và được trọng dụng trở lại. Thứ ba đó là Hoàng hậu Trần Thị Dung. Linh Từ Quốc Mẫu hay còn gọi là Kiến Gia Hoàng hậu, Thuận Trinh Hoàng hậu hay Huệ hậu là hoàng hậu cuối cùng của nhà Lý, chính hậu của hoàng đế Lý Huệ Tông, mẹ ruột của Lý Chiêu Hoàng và hiển từ Thuận Thiên Hoàng hậu. Bà cùng em họ là điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ, đồng mưu trong việc xoán ngôi nhà Lý, nhượng ngôi cho cháu trai là Trần Thái Tông, lập ra nhà Trần. Con gái bà là Chiêu Hoàng được xác lập làm hoàng hậu, trở thành hoàng hậu thứ nhất của Thái Tông. Việc Trần Thị Dung tái giá với Trần Thủ Độ không chỉ bị đánh giá là thất tiết mà còn bị xem là hành động phản bội nặng nề đối với triều Lý. Chuyện tình của hai người được truyền tụng với nhiều giai thoại khác nhau. Nhiều ý kiến cho rằng Trần Thủ Độ say mê Trần Thị Dung ngay từ khi bà còn ở quê nhà. Lúc đó Trần Thị Dung và Phùng Tá Chu còn say mê nhau, Trần Thị Dung không có cảm tình gì với Trần Thủ Độ. Nhưng kể từ khi Trần Thủ Độ được vua Lý Huệ Tông phong là điện tiền chỉ huy sứ, ra vào trốn thâm cung thường xuyên, Trần Thủ Độ có nhiều cơ hội gần gũi bà Hoàng, người mà ông khao khát bấy lâu. Trần Thị Dung đang trong cảnh phòng the lạnh lẽo, khó cưỡng lại sức hút mạnh mẽ của điện tiền chỉ huy sứ. Từ đó hai người qua lại với nhau, sống già nhân ngãi, non vợ chồng. Ngày 11 tháng 12 năm Ất Dậu 1225, vua Lý Chiêu Hoàng, con gái vua Lý Huệ Tông và Trần Thị Dung nhờ ngôi cho chồng là Trần Cảnh và phong Trần Thủ Độ làm quốc thượng phụ, coi việc thiên hạ. Thưa quý vị, khi nhà Trần đã hoàn toàn điều hành đất nước và Trần Thị Dung làm vợ chính thức của Trần Thủ Độ, bà được phong là Linh Từ Quốc Mẫu. Như vậy, qua phần đầu của video, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về những câu chuyện ngoại tình rúng động của các bà hoàng hậu trong cấm cung Việt xưa. Và câu chuyện ngoại tình còn diễn ra thường xuyên ở các bậc đế vương. Thậm chí, nhiều câu chuyện tình ái đã đẩy đất nước suy vong, mất sạch gia sản vì yêu vợ người. Và còn nhiều câu chuyện khác nữa chưa từng được hé mở. Thứ nhất đó là Thái tử Long Xưởng mất cả Giang Sơn vì thói trang hòa. Cuối triều Lý, trong cung đình xảy ra một sự biến lớn liên quan đến chuyện tình ái. Số là Lý Long Xưởng sinh năm Tân Mùi 1151 là con trưởng của vua Lý Anh Tông, được Anh Tông lập làm Đông Cung Thái tử. Tuy nhiên tính cách Long Xưởng chỉ ham chơi bời, không lo học hành để đủ sức nối cơ nghiệp. Theo các tài liệu sử sách, bản thân vua Lý Anh Tông là một người nổi tiếng ăn chơi, nhưng so với con trai là Long Xưởng thì vẫn còn kém xa. Không những ăn chơi, Long Xưởng còn hoang dâm vô độ, thậm chí loạn luân khi thông dâm cả với cung phi của vua cha. Sách Đại Sử Lược chép rằng, Long Xưởng có tính hiếu sắc, trong cung có những cung nữ được vua yêu dấu, Long Xưởng đều tư thông với họ. Vua lại ghét Long Xưởng vô lễ. Bà Nguyên Phi Từ Thị được vua yêu, hoàng hậu bèn sai Long Xưởng ngầm dở ngón tư tình để mê hoặc Từ Thị, muốn cho bà Từ Thị đó bị vua nhạt tình. Từ Thị đem hết việc đó tâu vua, vô nhân đó mà giận dữ, phế Long Xưởng đi. Sử quan xưa cho những chuyện tình ái là chuyện không đáng chép vào sử sách, cho nên đã không viết rõ mà chỉ chép đơn sơ vài dòng. Ở sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì nói thêm rằng, sau khi bị phế làm thứ dân, Long Xưởng bị giam giữ một thời gian, nhưng sau khi ra tù hắn lại tụ họp bọn bất lương cướp bóc bừa bãi, và sau khi Lý Anh Tông chết đi, hắn còn âm mưu chiếm ngôi vua, nhưng may nhờ có đại thần là Tô Hiến Thành giữ vững triều chính nên âm mưu bất thành. Thứ hai đó là Trần Khánh Dư mất sạch gia sản vì yêu vợ người. Đời Trần, Trần Khánh Dư là một vị tướng cầm quân cũng có công lao trong các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên. Tuy nhiên cuộc đời ông bị một phen thăng trầm vì dính đến án ngoại tình. Trần Khánh Dư nguyên là con trai của Thượng tướng Trần Phó Duyệt, một tông thất nhà Trần. Trong cuộc kháng chiến chống Nguyên lần thứ nhất, ông từng thấy giặc sơ hở nên cho quân vào đánh úp, được vua Trần khen là có mưu lược nên nhận làm con nuôi, rồi sự nghiệp thăng tiến dần. Tuy nhiên giữa lúc sự nghiệp đang phát triển thì ông bị mất sạch sành sanh chỉ vì một vụ ngoại tình với người trong hoàng tộc. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép về việc đó như sau. Lần trước quân Nguyên vào cướp, ý nói cuộc xâm lược năm 1258, nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư, nhân thấy giặc sơ hở, liền vào đánh úp.
Thượng Hoàng khen ông có mưu lược, nhận làm thiên tử Nghĩa Nam, con nuôi, sau đó đánh người Man ở vùng núi, thắng lớn, được phong làm phiêu kỵ đại tướng quân. Chức phiêu kỵ tướng quân nếu không phải là hoàng tử thì không được phong, Khánh Dư là thiên tử Nghĩa Nam nên mới có lệnh ấy. Rồi từ Trật Hầu thăng mãi đến Tử Phục Thượng Vị Hầu, quyền chức phán thủ. Sau Khánh Dư thông dâm với công chúa Thiên Thụy. Bấy giờ Hưng Vũ Vương Nguyễn vì là con trai của Quốc Tuấn nên được lấy công chúa Thiên Thụy, lại có công đánh giặc. Vua sợ phật ý Quốc Tuấn nên sờ vai người đánh chết Khánh Dư ở Hầu Tây, nhưng lại dặn chớ đánh đau quá để không đến nỗi chết. Ít lâu sau xuống chiếu đoạt hết quan chức, tịch thu tài sản, không để lại cho một chút gì. Châu Chí Linh vốn là của riêng của Thượng tướng Trần Phó Duyệt nên Khánh Dư mới giữ lại được. Khánh Dư lui về ở Chí Linh cùng bọn hèn hạ làm nghề bán than. May cho Khánh Dư là sau đó xảy ra cuộc kháng chiến chống Nguyên lần hai, ông có dịp lập công chuộc tội và được phục hồi quan tước. Sở dĩ nhà vua đã sai lính đánh mà lại còn dặn đánh nhẹ không đến nỗi chết là vì vua tiếc tài Khánh Dư mà thôi. Tuy vậy, đối với riêng Khánh Dư mà nói, đang từ đỉnh cao sự nghiệp, chỉ vì ham mê thân sắc nhất thời mà đến nỗi rơi vào cảnh lên voi xuống chó. Đây là bài học đắt giá cho những người có máu ngoại tình đời sau. Thứ ba đó là Bảo Uy Vương phải trả giá bằng tính mệnh. Nếu trước đó hơn một thế kỷ, Trần Khánh Dư đã bị vua cho người đánh vì tội ngoại tình, thì đến cuối thời Trần, một vụ án tình với cách xử lý tương tự cũng xảy ra. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép, tháng 6 năm Đinh Hợi năm 1347, Bảo Uy Vương Hiến có tội bị đuổi ra làm phiêu kỵ tướng quân Trấn Vọng Giang, rồi bị giết ở sông Vạn Nữ, lộ Trường Yên. Vì sao Bảo Uy Vương đã được sai đi trấn thủ ở Vọng Giang mà lại còn bị giết ở sông Vạn Nữ? Đoạn sau của Sử Ký Toàn Thư viết tiếp như sau: buổi đầu dựng nước, thuyền buôn nước Tống sang dâng người nước Tiểu Nhân, thân dài bài tấc, tiếng như ruồi nhặng, không thông ngôn ngữ, lại dâng một tấm vải hỏa hoãn, giá mỗi thước 300 quan tiền, cất giữ nhiều đời làm quý. Sau đem may áo cho vua Trần Dụ Tông, vì cắt hơi ngắn nên vua sai cất trong nội phủ. Bảo Uy Vương tư thông với cung nhân và lấy trộm áo ấy. Một hôm Bảo Uy mặc áo ấy vào trong, mặc thêm áo khác che ở ngoài rồi vào chầu tâu việc trước mặt Thượng Hoàng. Ngờ đâu tay áo trong lộ ra, Thượng Hoàng trông thấy có ý nghi bèn sai người kiểm xét lại. Quả thấy áo quý cất giữ đã mất. Người cung nhân tư thông với Bảo Uy Vương, sai thị tỳ già đến nhà Bảo Uy Vương lấy áo đem về, rồi ngầm đem vào cung dâng trình. Thượng Hoàng không nỡ giết, đuổi Bảo Uy ra làm quan ở trấn ngoài, nhưng lại sai võ sĩ đi thuyền nhẹ đuổi theo. Trên sông Vạn Nữ, tức sông Trinh Nữ ở Yên Mô Ninh Bình thì kịp, giết chết Bảo Uy Vương, quăng xác vào bãi rồi về. Số phận của người cung nữ đã tư thông với Bảo Uy Vương sau đó ra sao không thấy sử chép, nhưng có lẽ cũng không thoát khỏi bị trừng phạt. Đến Bảo Uy Vương là tôn thất quý tộc còn bị tử hình thì một cung nữ khó có thể thoát khỏi sự trừng phạt vì tội khi quân phạm thượng. Quý vị thân mến, ba trường hợp kể trên dù ở các thời gian khác nhau và hoàn cảnh khác nhau nhưng kết cục thì giống nhau. Đó là khi dính vào chuyện ngoại tình thì cả ba đều rước lấy những thất bại ê chề. Có thể thấy kết cục của việc ngoại tình thật đắt giá như nào. Bất cứ người phạm là con vua hay qua lại hoặc các bà hoàng hậu thì việc ngoại tình vẫn là tội bị trừng trị rất nghiêm khắc.